Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Và ngày hôm nay Sĩ rất là vui khi đã có mặt tại đây. Sau 3 ngày mình vào xem đấu trường mùa đông ở trong Sài Gòn. Chúng ta, let's go. Tôi muốn nói em nghe những tâm thương của thế giới ở ngoài kia. Sợ người vô tình. Hát sai. Hello mọi người, thì Sĩ đây. Ngày hôm nay thì trong video này chúng ta sẽ cùng mở full điểm thẻ vô cực nhá. Các bạn đừng có mời Sĩ đang làm video đừng. Lại gặp mấy bạn GKC4 phiên bản rap này thì thôi đau đầu lắm anh em ạ. Yeah, ok. Và không để các bạn phải mất thời gian thêm nữa thì chắc là nhớ mọi người quá cơ, vô Sài Gòn mấy hôm. Thì đây rồi. Skin xịn quá nhở. Sợ quá. Yeah. Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục là mở full thẻ vô cực nhá. Yeah, cùng xem nào. Ê, cái gì đấy? Ê, yo, bắt sơ, tôi chết mẹ rồi. Lỡ ném cái lon lên trên đội, đừng cáu bạn ơi. Bạn ui ôi, người ta có làm gì đâu. Đừng, khổ Alin ra. Đừng. Phải nói thì thẻ vô cực mùa mới mang theo một cái phong cách rất là ngầu và... Ok, tôi là thằng đứng dưới sân khấu. Riêng Sĩ thì Sĩ sẽ chọn cái gói 699 kim cương đi, được nhiều ưu đãi hơn mà. Tôi đã chơi 30 một thẻ vô cực, đúng. Yeah, chúc mừng. Ôi dồi, quả gậy sóng siêu âm. Ngầu không? Nhưng mà đang có để xem chúng ta có gì. Yeah, gói thời đại hip hop nữ luôn. Được, VL anh em ạ. Thì đấy là các bạn chọn gói 699 kim cương nha. Còn anh em chọn gói thường thì chả có cái mẹ gì đâu. Nhưng mà tôi khuyên anh em nên chọn cái gói 699 kim cương kia. Không phải quảng cáo, nhưng các bạn sẽ có thêm huy hiệu mà. Ở đây được rồi, để Sĩ mở full nha. Mở full tốn kém phết nha. Tôi nghĩ là 3.500 kim cương kia của tôi nó sẽ bay theo như một cơn gió luôn. Nữa nào. Cảm ứng bị ngu anh em ạ. Đây thì chúng ta sẽ mất 2.800 kim cương vài cả trưởng luôn, tốn tê anh em, nhưng mà thôi anh em thích là được. Yeah. Nhưng vậy là kẹo đã mở full rồi nha. Chúng ta sẽ cùng khám phá về cái thẻ vô cực mùa này nhá. Lười quá hôm nay mới ra video. Chúng ta sẽ có những cái món đồ sau đây đấy. Ui rồi, giọng nghe kể như kiểu là MC đang kể chuyện đúng không nào. Nhưng mà thôi, các bạn nữ sẽ bảo là thôi anh giọng anh nghe nó buồn cười thế, nhưng mà anh là như thế mà. Thôi được rồi, chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng những cái món đồ mà có trong thẻ vô cực mùa này nhá. Yeah, anh em thấy sơ không? Là chúng ta thấy khá tốn kém khi mà mở full gậy sóng siêu âm. Gậy sóng âm anh em, hơi sai một chút. Ôi, nhìn lộn. Tôi tưởng là cái nút play kia chúng ta có thể xem cái gậy rõ hơn nhưng mà không zoom to được. Ok, ngoài ra thì... Wow, xét thính hip hop luôn ạ. Thẻ vô cực mùa này, đấy là thời đại hip hop. Nãy giờ tôi mới để ý cái tiêu đề, ngáo quá anh em ạ. Yeah, và gói thời đại hip hop nhá, trang phục nữ nhá. Sĩ ông lại còn quả áo lót ở trong, nó lại cứ kiểu như em loli nào nhỉ. Ôi, nhân vật đáng yêu quá, xinh quá. Súng điện hip hop. Dạo này, theo ứng cực này toàn đồ ngầu. Ui, mình xin. Ngầu quá, xịn quá anh em ơi. Đã bảo không phải quảng cáo vậy nhưng mà đẹp mà cậu ông. Đẹp không? Sĩ ạ, ôi đừng mời anh, khổ lắm cơ. Đấy, add friend cho mãi vào. Anh em bảo là anh ơi, anh add nick game em đi. Nhưng mà thi thoảng kẹo mới add thôi, không sợ các bạn spam thì cũng mệt lắm. Yeah, chúng ta có một cái súng điện. Ui, tôi không muốn nói gì hơn, đẹp quá, hay quá. Và đây chúng ta có một cái ván guitar điện. Yeah, ngầu nhở. Ui ôi, nhạc đập bùm bùm chặt bùm. Yeah, chúc mừng. Anh xin. Ván guitar điện, cái này là ván lướt ạ. Thế lập vào trong game chơi là chúng ta sẽ lướt trên một cái guitar. Vãi cả game. Trông nó hơi vô lý nhưng mà đẹp mà. Tôi chỉ quan tâm đến nó có đẹp hay không thôi. Quả liệu micro gặp rút chốt phát là micro phát ra âm thanh. Thật sự là hơi bị xịn sò nhá. Liệu mic. Yeah, một cái tên vô cùng ngắn gọn. Và anh em có tò mò khi mà tôi sẽ tiếp tục mở không nhở? Đây, anh em chờ xíu. Kẹo thì không có giàu nha anh em nha, nhưng mà ông chú làm ở bên Gardena. Tôi bốc phét thế, tôi làm gì có ông chú nào. Nào, yeah, hòm sát thùng nhà. Một từ duy nhất thôi để đánh giá về thẻ vô cực thời đại hip hop. Có cả mảnh lập phương tặng quà. Đá chế tác này. Một từ thôi, đẹp anh em. Thế thôi nhá. Ba lô giai điệu này. Ba cấp, ba lô 1 nhá.
như cái bản DJ thu nhỏ ba lô 2, bản DJ nhưng xịn hơn ba lô 3, bản DJ kết hợp cả hai cái loa cả mic luôn anh em ạ, đấy kiểu vừa đi vừa hát rất hợp với tôi luôn. Yeah 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 yeah, đẹp vãi, vui mà, để xem nào. Ôi trời ơi, đây món quà mà anh em sẽ cảm thấy yêu thích nhất gói thời đại hip hop mà, kịch ngầu vãi. Được không, được không tất cả chị em nào. Ui anh đẹp trai nhất đêm nay luôn. Ui chém ôi chém ngầu quá xịn quá. được không theo như tôi thấy là cũng ok đấy, xịn đấy. Yeah, nhận hết những cái phần thưởng còn lại nhá. Ui được tặng cả vé kim cương free các kiểu nữa, trời ơi nhiều quá, dã man con ngan. Nhưng mà thôi anh em ơi, theo một cực này chơi chúng ta mất tầm khoảng là 3.500 kim cương, rơi vào đâu đấy tầm khoảng 700.000 đồng. Ui ôi tôi cảm thấy đau thận rồi đấy. Mở mấy cái hộp thừa nhá, mấy cái hộp này từ hôm nào rồi kẹo chả để ý gì cả, nhưng mà thôi tranh thủ mở này. Yeah, ô lag à, đứng sao mạng lag ấy, đứng khổ, mày phải nhà hôm nay như bíp anh em cầu vậy. Yeah, ok cuối cùng cũng mở xong vậy nào. Ui nó lag công ạ, tôi mở hai lần nhưng mà nó ghi là không đủ vật phẩm. Đang tính là gian lận cái đấy, lấy hai bộ tặng cho anh em mỗi người một bộ, thôi bộ fan này thôi, chỉ tặng được cho một bạn thôi. Nhưng mà yeah, ngầu không xịn không. Yeah, và cái hành động mới không biết có không ta, nhưng mà ba lô này tôi tò mò xem là cái ba lô phiên bản mới, ba lô cái đây cái loa có cả mic phát nhạc luôn để vừa đi vừa hát. Ngoài ra cái hòm xác của chúng ta có một cái hòm xác thùng nhạc luôn, và cái gì cũng liên quan đến nhạc nhở. Ô, cái skin xe máy kia xịn vãi. Nhưng mà nào vào game tôi mở cho anh em coi. Skin xe thính hip hop này, ván lướt của thẻ bút cực mùa này nhá. Nào úi ôi quả ván guitar điện khỏi chê luôn. Nền này có một cái nền mới đúng không, nhưng mình biết là có một cái nền mới sao á, nhưng mà sao không thấy nhở. Nền của sĩ đi đâu rồi, ui mà nhiều nền quá, không phải sĩ khoe đâu nhưng mà tìm không ra mọi người, khổ lắm cơ. Tìm có thấy cái nền nào đâu, nền nhạc đâu ta, thôi mình chọn đại cái này cho nó đỏ cho nó rực rỡ anh em nhỉ. Nhưng mà quên không biết là còn cái gì không nhỉ. Vũ khí đúng rồi, đừng có mời sĩ khổ lắm. Sĩ mệt mỏi lắm mẹ ơi, cậu mệt mỏi lắm mẹ à, mệt mỏi vậy cơ trưởng. Nào cái cây súng điện mới đúng không, ui ôi súng điện hip hop mà thằng nào ở ngoài ồn đấy. Đây mấy rồi anh em ở ngoài ồn, phòng tôi không cách âm. Một cây skin súng mới. Đâu ta, không có skin súng mới nào nữa ngoại trừ mỗi cây súng điện. Yeah chắc là cũng tạm biệt anh em nhá, bye bye và hẹn gặp lại các bạn sau nha. Thank you